đây chính là sân của Gamway, có rất nhiều chuyên cơ và chúng tôi vừa ngồi một trong những chiếc chuyên cơ trở về đây từ Chicago. Chúc các anh chị lần sau đến lượt tất cả các anh chị chúng ta cùng cố gắng. Dạ. Vô cùng tuyệt vời và vô cùng xúc động khi lần đầu tiên được đến với thành phố Ada, Michigan. Đến với thành phố này thì tôi càng tự hào hơn nữa khi là thành viên của tập đoàn Amway. Đến Melbourne thì sẽ tổ chức cho các chị những kỷ niệm không bao giờ quên. Gold Diamond. The foreign man, he's surrounded by the stars. Michigan, quay về ngôi nhà Amway thì tôi cảm nhận được là tầm nhìn của tôi được rộng mở và ước mơ càng ngày càng lớn hơn. Trải nghiệm thực sự thú vị tại Chicago. Và chúng tôi rất muốn đi vòng quanh thế giới cùng với tất cả các anh chị. Cố lên!